Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Minh. Hiện tại mình đang đứng ở nhà sách Tân Việt. Và ở đây có rất là nhiều sách liên quan đến chủ đề Giáng sinh. Ví dụ như là quyển Bà Chúa Tuyết và quyển Câu Chuyện của Santa. Noel này mình mong muốn được tặng những quyển truyện này vì những quyển truyện này rất là thú vị. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.